giờ đây là tượng thờ nhà sĩ và phía sau tượng thờ là hai cô gái và một đứa trẻ ngoài ra thì có biết nói là ngoài là một đứa trẻ và một chị đã cần phải luôn chị cho thế hệ sau ạ. Và xin thầy và sáng tác cái bài già cổ và đang cùng gia sĩ ca cái lầu ông còn sáng tác cho nhiều tác phẩm khác nữa. Đây là những tác phẩm của ông còn của anh Hoàng Cơ Vương Hồ Đình Lê Ái Trầm Mãi Đường một số tác phẩm hôm nay đó. Nhưng đa số những tác phẩm này thì có phần nhạc không có phần lời, nhưng có bài già cổ và đang là có phần lời. Đây là bài già cổ và đang được phát trên lần đầu ạ. Tất cả các bạn đều đang một cảnh tượng mình kỹ lắm. Đây là các lời giám mục nhạc sĩ ca cái lầu ông từ sử dụng trong ban nhạc này. Đây có những bản thân nhạc cụ này không thích nhất là cặp chữ tròn và cây đàn tranh đây. Đại diện ông gãy tờ tranh chắc hôm nay đã có gọi là tiếng đàn ba đường đó sao. Nhưng khi ông sáng tác bài giả cổ ở đây, do ông đã sử dụng một cây đàn kiềm, biết tỏ ông là một người rất đa tài trong nhạc cụ ạ. Nhà đất đến mừng đầu chiến sĩ sang như này. Tôi tưởng này thì ra mình đặt từ Thái Lan và thì nghe về đàn cổ. Sau khi cưới vợ tám về, hai người luôn sống với nhau rất là hòa thuận. Ông rất là thương nghe vợ mình. Xin lỗi anh chị, mình không có bước vào quy luật thị giặc của em ạ. Dạ, đây đừng có bước vào quy luật thị giặc của em ạ. Dạ, xin lỗi ạ. Dạ, sau khi cưới vợ tám về thì hai người chung sống với nhau hòa thuận. Ông rất là thương yêu vợ mình. Họ chung sống với nhau 3 năm nhưng không có con. Và rơi vào cái hạt đất không khí lúc bấy giờ là tam niên vô tử bất thành thê, nghĩa là 3 năm không có con nối dòng thì không được xem là vợ chồng. Và khi đó cha mẹ của nhạc sĩ đã bắt ông phải trả vợ tắm về lại cho bên nhà vợ và cưới vợ mới cho ông. Mặc dù rất là